Các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim và drop nhận được 10 đồng token Mota Corporate Store. Một số thông tin về đồng token này, số tổng cộng phát hành là 10.000 tỷ, đã có 71 tài khoản order và đã phát sinh 1.179 lời giao dịch. Ký hiệu đồng token là MKS nhé. Rồi, số token 18. Đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimadrop.net, nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước dẫn trên website cho mình. Bước 1 các bạn xác chắc con chắc, bước 2 thì nhấp vào link rút gọn để nhận token nhé. Rồi các bạn sẽ copy con chắc nút copy con chắc nhanh ở đây và các bạn quay sang ví của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình, ký hiệu là MKS nhé. MKS số token 18, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimadrop.net nha. Tìm tới bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận token. Rồi, các bạn nhấp vào đây, claim now. Nó dẫn xuống phần bên dưới này, chương trình airdrop sẽ kết thúc vào là 8-7 ngày nữa nha. 11 giờ. Rồi. Bạn có điều kiện thì các bạn bỏ ra số 4 như rất nhất là 0.1 BNB mua đồng token này không nhé. Đây là nền tảng game, các bạn xuống của tiêu này nhé, dẫn cuối năm các bạn mạnh nhé. Các bạn claim các bạn nhấp vào đây nhé, claim 10 MKS đây. Rồi, nó yêu cầu cái lối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lối nhé. Chúng mình thì ví ra. Rồi thì mình sẽ claim lại vào lối mạo BSC. Bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claimadrop.net nha, để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất truyền về mạng Binance Blockchain. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký được 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Trên đây còn nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh luôn. Mình sẽ claim lại này. Rồi Visa là 0.000661 BLB nha. Nhấp xác nhận giúp mình. Giao dịch đã được xử lý. Bạn lưu ý cột bên cái tay phải đây là những dự án nào đó và sắp kết thúc. Nhờ vào những ngày gần nhất các bạn có thể vào đây giả lại xem những cái dự án nào chưa tham gia thì cố gắng tham gia nhé. Một cách các bạn copy loạt cái con chắc ở trên đầu đây, copy từng tay một và sau quay sang ví của các bạn, các bạn dán vào và các bạn nhấp nút nhận thức cần để mà nó mở ra web mới để các bạn cần làm thôi nhé. Đó. Rồi đây, như cái dự án này nó sẽ kết thúc vào một ngày nữa đây nhé. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 10 đồng token MKS. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.